Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bảo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong hồi cuối năm 2021. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm 8 năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Trước kháng cáo của phía bị hại yêu cầu quỹ án sơ thẩm đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội giết người với vai trò đồng phạm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bạn gái của Thái, người đã nhận án tử hình về tội giết người và tội hành hạ người khác, khiến bé gái VA 8 tuổi, con ruột của Thái tử vong. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội giết người. Vì vậy, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của phía bị hại giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Tòa tuyên phạt bị cáo Thái mức án 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Cũng theo tòa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là hoàn toàn tự nguyện. Do đó, hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Trang, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Trang về hai tội giết người và hành hạ người khác.